Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc đua tìm thuốc trị viêm phổi Vũ Hán, thuốc sốt rét có phải là thần dược hay không? Việc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA vào ngày 29 tháng 3 năm 2020 đã cho phép sử dụng ngắn hạn hai thứ thuốc, đó là Hitoxin và Chloroquine để chữa viêm phổi Vũ Hán trong một vài trường hợp khẩn cấp. Một lần nữa để làm dấy lên tranh cãi xung quanh hiệu quả của thuốc chữa bệnh sốt rét này trong điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán. Hiện tại, Pháp và Mỹ đã cho phép sử dụng loại thuốc này trong bệnh viện tuy với mức độ khác nhau. Đây là hình ảnh người mắc bệnh do ký sinh trùng sốt rét gây ra được chữa bằng chloroquine. Nay thuốc này có kết quả nghiên cứu bước đầu là có khả năng đối phó với viêm phổi Vũ Hán. Nếu Hoa Kỳ chỉ cho sử dụng hai loại thuốc chống sốt rét này để chữa trị cho các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán là thiếu niên và người lớn trong bệnh viện một cách thích hợp khi nào chưa có kết quả thử nghiệm lâm sàng chắc chắn. Thì tại Pháp, theo khuyến cáo của Hội đồng Cao cấp Y tế Cộng đồng, thuốc chloroquine hiện chỉ được dùng để điều trị cho bệnh viện và những ca bệnh nặng chứ không được cho những ca nhẹ hơn. Trung Quốc là nước đầu tiên thử nghiệm dùng chloroquine để điều trị viêm phổi Vũ Hán, song các nghiên cứu chưa đủ độ tin cậy vì chỉ nghiên cứu trong ống nghiệm hoặc dùng số bệnh nhân quá ít. Trên thế giới, nhiều thử nghiệm lâm sàng thuốc Hitoxin đã được triển khai ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan và ngay cả Anh Quốc. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy việc cho phép khi giáo sư Pháp Dietrich, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm ở Marseille, vào ngày 27 tháng 3 công bố một công trình nghiên cứu mới về thuốc chloroquine xác nhận hiệu quả của loại thuốc chống sốt rét này trong việc điều trị viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh giáo sư Dieter, người đầu tiên thử nghiệm dùng thuốc Hitoxin để điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán ở Pháp. Kết quả thử nghiệm lâm sàng đầu tiên về dùng thuốc Hitoxin điều trị về bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán ở Marseille được công bố như sau. Trong 26 bệnh nhân tham gia thử nghiệm thì có 6 người bỏ ngang. 3 nhóm thử nghiệm gồm nhóm 14 người dùng Hitoxin với 600mg một ngày, nhóm 6 người dùng Hitoxin và nhóm Atenolol, thuốc kháng sinh điều trị nhiễm trùng, và nhóm đối chứng 16 người không dùng loại thuốc trên. 6 ngày sau, nhóm người dùng Hitoxin chỉ còn 30% người mang loại cúm Vũ Hán này, trong khi 87,5% nhóm người đối chứng vẫn cho kết quả dương tính. Đối với nhóm uống hai loại thuốc kết hợp, nồng độ cúm Vũ Hán đã giảm đi bằng 0. Đến ngày 27 tháng 3, nhóm nghiên cứu của giáo sư Roth tiếp tục công bố kết quả nghiên cứu thứ hai với 80 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán được dùng Hitoxin kết hợp với Artemisinin C. Kết quả có 78 trên tổng số 80 bệnh nhân phục hồi, phần lớn ở thể nhẹ. 65 trên 80 bệnh nhân, tức là 81,3% hồi phục với kết quả tốt. Xuất viện sau 5 ngày điều trị, 15 bệnh nhân cần thở máy, trong đó 12 người được chữa khỏi. Trong 3 người còn lại phải vào phòng chăm sóc đặc biệt thì có 2 người được chữa khỏi, một bệnh nhân 86 tuổi đã tử vong. Lượng cúm trong cơ thể giảm đáng kể, từ 83% sau 7 ngày và 93% sau 8 ngày. Nhóm nghiên cứu kết luận việc sử dụng cùng lúc Hitoxin và Artemisinin có tác dụng hiệp đồng ức chế hoàn toàn hiện tượng cúm lây lan. Vậy đâu là sự khác biệt giữa Hitoxin và chloroquine được đưa ra? Đây là hình ảnh thuốc Hitoxin, tên thương mại là Plaquenil, là dẫn xuất của chloroquine. Thuốc chloroquine được dùng để điều trị hóa học phòng bệnh ngựa, phòng các loại bệnh về sốt rét, đồng thời có dùng để điều trị một số bệnh hệ miễn dịch như bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Hitoxin bán tại Pháp với tên thương mại là Plaquenil là một trong những dẫn xuất của chloroquine được chỉ định điều trị sốt rét và có các triệu chứng của bệnh như viêm khớp dạng thấp hoặc lupus ban đỏ. Cả hai đều là thuốc đời cũ do các nhà bào chế Đức phát triển. Sau đó, công ty Sanofi của Pháp đã được cấp giấy phép kinh doanh Nidaquiner vào năm 1998 và Pareni vào năm 2004. Đây là
hai loại thuốc riêng nhưng có phần tử tương tự như nhau. Hydroxin được chọn vì gây phản ứng phụ ít nghiêm trọng hơn. Đối với chlorine, nếu áp sử dụng liều cao có thể gây ngộ độc. Và cách điều trị này nhận được hai luồng quan điểm trái ngược nhau. Nhiều bác sĩ đồng tình với việc sử dụng thuốc chống sốt rét trong việc điều trị viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân phải được qua các quy trình thử nghiệm lâm sàng rất nghiêm ngặt. Bác sĩ giải phẫu Clore, nguyên thống đốc Canas, là người bênh vực cho việc thử nghiệm này. Ông nói đây là một trong các thử nghiệm thuốc duy nhất có thể được và chứng tỏ có nhiều ca hứa hẹn. Tuy nhiên, ông lưu ý đây không phải là loại thuốc chữa lành tất cả và chỉ nên được các bác sĩ áp dụng. Ông nói đây không phải là chuyện bạn đến tiệm thuốc mua và tự sử dụng vì bạn nghĩ là bạn bệnh. Điều quan trọng nhất là bạn và các bác sĩ của bạn quyết định là thuốc này có thích hợp với bạn hay không. Ngay lúc này, thuốc đã khan hiếm trên toàn cầu và do đó thuốc thực sự cần dành cho những bệnh nhân. Bác sĩ Clay tin sự cấp thiết của dịch bệnh đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng và những biện pháp không chính thống. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận là hiệu quả của thuốc còn lâu mới chứng minh được. Ông giải thích thêm như sau. Chúng ta cần thêm dữ liệu và thêm nhiều chứng cứ trong việc này. Tôi là người đầu tiên đã thấy nhiều thứ thuốc trông có nhiều hứa hẹn và rồi hóa ra chúng không thành công. Đây là thứ thuốc chúng ta đang có. Do đó, như tôi nói, bạn ra chiến trường với quân đội bạn có, chứ không phải với quân đội bạn ước mơ bạn có. Nhưng rồi, bạn vẫn tiếp tục xây dựng. Ông nói như vậy. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học lại chỉ trích phương pháp nghiên cứu của ông Dieter quá lỏng lẻo. Các chỉ trích ghi nhận có quá ít bệnh nhân tham gia thử nghiệm, trong đó một số lại bỏ nửa chừng. Nghiên cứu chỉ quan sát nồng độ cúm và không được công bố dữ liệu thô cho giới khoa học tiếp cận, không có công bố chứng minh rõ rệt về tiên lượng, hiệu quả chữa bệnh và sống sót của phương pháp này. Đây là hình ảnh một nhà khoa học đang thí nghiệm về viêm phổi Vũ Hán trong các nhà nghiên cứu để tìm hiểu xem thuốc trị sốt rét Hydroxin có được chữa được viêm phổi Vũ Hán hay không. Lần nghiên cứu thứ nhất vấp phải nhiều nghi vấn với câu hỏi vì sao mới thử nghiệm 6 ngày đã công bố kết quả. Nhóm dùng hai loại thuốc Hydroxin và Adeno chỉ có 6 bệnh nhân là quá ít. Vì sao độ tuổi nhóm đối chứng trẻ hơn, tức là 37,3 tuổi trung bình, trong khi nhóm bệnh nhân được điều trị lớn tuổi hơn, 51,2 tuổi. 20 bệnh nhân dùng thuốc không có tình trạng lâm sàng của bệnh như nhau, 16,7% không có triệu chứng, 61,1% viêm đường hô hấp và 22,2% viêm đường hô hấp dưới. Như vậy, một số người sẽ khỏi bệnh tự nhiên, số khác lại nhờ đến đỉnh nhiễm trùng, do đó khó chứng minh được bệnh được cải thiện nhờ thuốc điều trị. Nhóm đối chứng lại không được theo dõi cùng một nơi với nhóm dùng thuốc. Cần lưu ý nghiên cứu được công bố trên tạp chí The International Journal Again mà chủ biên là Jean-Marc Rollet, một thành viên trong nhóm của giáo sư Ronald và đồng thời là tác giả nghiên cứu. Giới khoa học đánh giá nghiên cứu thứ nhất của giáo sư Ronald đã không phải là thử nghiệm lâm sàng mà đúng ra là nghiên cứu về virus học nhằm kiểm tra lượng virus trong dịch tiết mũi sau khi dùng Hydroxin. Sau không có virus trong dịch tiết mũi, không có nghĩa là khỏi bệnh vì virus vẫn có thể tồn tại ở trong phổi. Trong lần nghiên cứu thứ hai của giáo sư Renault, Tổ chức Y tế Thế giới và giới nghiên cứu đã chỉ ra đây vẫn chưa phải là công trình nghiên cứu nghiêm túc vì số bệnh nhân quá ít, không có nhóm đối chứng và không tôn trọng quy trình khoa học. Cả hai nghiên cứu đều không tuân thủ phương pháp mù đôi, tức là các nhà nghiên cứu và bệnh nhân hoàn toàn không biết dùng thuốc gì. Và cả thế giới vẫn đang nỗ lực thử nghiệm các phương thuốc để điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán ngày càng lan rộng trên toàn cầu. Đây là hình ảnh thuốc Polavit kết hợp với Rotena để điều trị loại HIV và Remdesivir điều trị nhiễm trùng Ebola được thử nghiệm điều trị viêm phổi Vũ Hán. Ngày 22 tháng 3 năm 2020, châu Âu đã khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị viêm phổi Vũ Hán mang tên Discovery. Thử nghiệm được thực hiện trên 3.200 bệnh nhân ở 7 quốc gia châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Anh, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Luxembourg. Thử nghiệm Discovery nhằm đánh giá hiệu quả và tính an toàn cả 4 phương pháp điều trị gồm thuốc Remdesivir, tức là thuốc kháng virus dùng để điều trị nhiễm virus Ebola chưa lưu hành trên thị trường, kết hợp hai loại phân tử kháng thuốc HIV
để kết hợp với các loại thuốc khác. Trước đó vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu chương trình thử nghiệm lâm sàng điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán mang tên Solidarité. Một số nước như Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Thụy Sĩ, Canada, Argentina, Iran, Bahrain, Nam Phi và Thái Lan đã đăng ký tham gia. Tổ chức Y tế Thế giới đã thử nghiệm 4 phương pháp điều trị như châu Âu với quy trình thử nghiệm được tinh giản hơn bình thường. Bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán sẽ được các bác sĩ phụ trách điều trị giới thiệu tham gia thử nghiệm. Nếu đồng ý, họ sẽ ký tên vào mẫu đơn, bác sĩ sẽ chuyển đơn qua Internet cho Tổ chức Y tế Thế giới và thông báo loại thuốc thử nghiệm nào có sẵn tại bệnh viện. Các bệnh viện tại Mỹ còn tăng tốc thử xem cách chữa trị từ 100 năm nay để chống bệnh cúm và bệnh sởi bùng phát trong thời kỳ trước khi có vaccine và đã được dùng lần này để chống lại dịch SARS và Ebola. Có thể thành công đối với viêm phổi Vũ Hán hay không? Đó là dùng máu hiến tặng của những bệnh nhân đã bình phục. Và cuộc đua chạy tìm ra phương thuốc hữu hiệu nhất để điều trị viêm phổi Vũ Hán đến từ Trung Quốc vẫn chưa đi đến hồi kết. Và với các thông tin nhận được cho thấy, trong bối cảnh khẩn trương đối phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán như thời chiến hiện nay, thay vì nghiên cứu loại thuốc điều trị mới, giới nghiên cứu hiện đang dùng các loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị cho các bệnh khác như sốt rét, HIV, AIDS, Ebola nhằm giới thiệu và cố gắng để điều trị viêm phổi Vũ Hán đến từ Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 5 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.